thà rằng nhận thua chứ đừng hiếu thắng. Những người mang nặng tâm hiếu thắng thường có tâm đố kỵ rất lớn. Họ luôn muốn tất cả mọi người đều phải thua họ và họ phải hơn tất cả mọi người. Khi thấy người khác đạt được thứ tốt đẹp hơn, họ sẽ cảm thấy khổ sở như chính mình bị mất mát một thứ gì đó. Ngược lại, khi thấy người khác gặp chuyện không như ý, họ lại vui mừng như bản thân đã đạt được một điều gì đó rất lớn lao. Trong cuộc sống, có biết bao người vì hiếu thắng mà không gượng dậy nổi. Loại tâm này là rất không tốt. Nếu một người có tính cách như vậy, chắc chắn sẽ không thể được mọi người yêu quý, kết giao. Giữa người với người, nếu như lấy thắng, thua làm gốc, thì bất kể bản thân thắng hay bại đều bị tổn thương. Suy cho cùng cũng đều là kẻ bại. Khi một người không thể bao dung được người khác, thì tức là tâm thái hẹp hòi. Trong việc đối nhân xử thế cũng dễ đắc tội với người khác. Khi người oán hận, suy cho cùng cũng là tự mình chuốc lấy kẻ đối đầu, tự mình chuốc lấy những diệt vong.